Clip này em test một bản nhạc đồng quê của ca sĩ Alan Taylor. Em trực tiếp chơi từ trên kênh YouTube của Phát từ điện thoại. Sau đó thì sẽ qua cái giải mã của Chiêm Ly và cho ra loa. Chơi như này thì về cái chất lượng âm thanh của trên kênh YouTube, chúng ta phải tìm được những cái bản nhạc có cái chất lượng tốt thì mới đáp ứng được cái độ hay của cái bộ phối ghép. Bây giờ xin mời quý vị và bạn cùng thưởng thức bộ phối ghép giữa loa monitor audio Silver 300 7G và chiếc âm ly Roxanne Atessa Streaming với giá bán của công ty âm ly 38 triệu và cặp loa có mức giá là 29 triệu đồng. Để mua trọn bộ hay mua riêng lẻ từng sản phẩm một, quý vị và bạn liên hệ trực tiếp với em Bảo Hùng để em báo giá chiết khấu của bên em cho quý vị và bạn chắc chắn rằng sẽ ưng ý nếu như chúng ta có được cái mức giá chiết khấu tốt nhất từ bên Bảo Hùng Audio. You were just another sideshow in a back street carnival. I was walking the highway, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. Oh, but you were tender as soft as summer wind. Someone to remember when the cold closes in. You were a color to the moon, you were flowers come to bloom with sweet perfume. And you were tender as soft summer wind. Dark side when I'm trying to find the light. Seeing the shadows fade away on the wrong side of night. Heard a song coming through, and when I'm looking for you, I see blue. Too long on the dark side, trying to find light. And you were just another sideshow, I was trying not to fall. Trying.